Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin và nghiên cứu nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch cúm da cầm H5N1. Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Mỹ đã báo cáo trường hợp thứ tư nhiễm virus cúm da cầm H5N1 ở người sau khi tiếp xúc với bò sữa bị nhiễm bệnh, trong khi Campuchia báo cáo hai trường hợp ở trẻ em lây nhiễm sau khi tiếp xúc với gà chết. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, hiện chưa có trường hợp lây truyền virus H5N1 từ người sang người nào được báo cáo. Do đó, WHO vẫn đang đánh giá rủi ro đối với công chúng nói chung là thấp. Tuy nhiên, theo ông Tedros, do khả năng đánh giá và quản lý rủi ro đó của WHO vẫn còn kém hiệu quả, nên tất cả các quốc gia vẫn cần tăng cường giám sát và báo cáo các ca cúm ở động vật và người, đồng thời chia sẻ mẫu và giải trình tự gen.